Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh chủ trì buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân thành phố với người đại diện phần vốn nhà nước tại các đơn vị doanh nghiệp nhà nước góp vốn để nắm rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại đơn vị. Cùng dự buổi làm việc có cấp phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đang làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tài chính doanh nghiệp với tổng vốn gần 930 tỷ đồng, trong đó có 4 công ty nhà nước nắm giữ 100%, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sở số kiến thiết Đà Nẵng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản tổng hợp và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ in Đà Nẵng. Năm công ty nhà nước nắm giữ một phần vốn, trong đó có hai công ty nhà nước nắm trên 50% vốn, gồm công ty cổ phần cấp nước và công ty cổ phần môi trường đô thị ba công ty nhà nước nắm giữ 30% vốn gồm công ty cổ phần điện chiếu sáng, công ty cổ phần cầu đường và công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đà Nẵng. Theo báo cáo giám sát tài chính thì có 8 công ty hoạt động ổn định, bảo toàn vốn nhà nước, trong đó có hai doanh nghiệp kinh doanh có lãi và đồng góp nghĩa vụ thuê cao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn bộ thành viên sở số, số kiên thiết và công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng có một doanh nghiệp là công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đà Nẵng đang trong tình trạng thua lỗ, ông vốn nhà nước, đang xuất tiến cấp bước để thoái vốn nhà nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ừ ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh đề nghị các sở chuyên ngành tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh của các đơn vị, quan tâm xử lý hết tất cả các vướng mắc của doanh nghiệp và xem doanh nghiệp là một phần của sở mình. Trong đó, yêu cầu quan trọng đó là nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp cần tăng cường năng lực quản lý đặt quyền lợi của dân dân và sự phát triển của thành phố lên hàng đầu xứng đáng với niềm tin mà nhân dân và thành phố gửi gắm